giống như là bị đứt tay vậy. Trong rừng nhiều trái rất là thú vị mọi người.
Loay hoay một buổi thì mình cũng đã làm xong cái dụng cụ để đựng những gì bắt từ suối, hoặc là cái thứ đựng được những thực phẩm nhỏ mọi người, chẳng hạn như cua suối, cá suối, tôm tép. Có cái này thì khi mình đi săn bắt sẽ tiện hơn nhé. Hôm qua thì đã no nê với món gà rừng, bây giờ mình sẽ còn ít lòng gà. Bây giờ mình đã làm xong dụng cụ để đựng cua. Mình bây giờ sẽ đi làm một ít chiếc bẫy cua cùng với mồi là lòng gà rừng và để đi cắm ở suối. Cách bắt cua suối thì thường hay bắt là bắt vào ban đêm mọi người. Thì khi ăn đêm, cua sẽ đi ăn đêm và rọi đèn vào thì mình sẽ bắt dễ hơn và sẽ bắt nhiều hơn. Nhưng hôm nay là mình sẽ bắt ban ngày cho mọi người xem nhé. Bắt ban ngày mà có mồi bằng lòng gà nó hơi ương một xíu thì sẽ dụ được cua ra khỏi hang và bắt rất là dễ. Cành đùng đình này để làm dụng cụ để bẫy cua, thật ra thì đó là dụng cụ cũng không đúng đâu mọi người. Chỉ là cái để kẹp lồng gà vào, cắm vào những cái vị trí mà mình quan sát thấy có hang cua để dụ cua ra ăn. Và cách bẫy gà, xin lỗi mọi người, và cách bẫy cua bằng lồng gà thì chỉ cần cắm vào đó và khi đi một vòng quay về thì mình sẽ quan sát có cua bò ra khỏi hang. Vì lồng gà ương sẽ là mồi nhử cua rất là hiệu quả mọi người nhé. Thank you.
đây mọi người. Con này khỏe quá. Đây là cách bắt cua vào ban ngày hiệu quả nhất. Hôm qua thì mình giữ lại bộ lồng gà và để cho nó ương lên. Hôm nay đi cắm ở những nơi trong hốc đá và những nơi có hang cua. Và đây là thành quả của mình. Mình đoán chắc rằng sẽ rất là nhiều đây. Vị trí này hang cua rất là nhiều mọi người. Lúc nãy mình cắm hơi bị lỗi một tí, không sâu xuống nước. Bình thường như thế này mọi người sẽ không thấy nó ở đâu, nhưng mà xem nó sủi bọt lên và lẫn ở dưới bùn. Gần kia là chỗ mình đặt mồi. Nó đây mọi người, dưới chiếc lá. Cần phải xác định kỹ vị trí cái càng nó đâu nha mọi người, không là nó kẹp chảy máu đấy. Chạy mất rồi mọi người, con này bé tí. Thằng xa cho nó. Con này có cua con mọi người. Chắc chắn là trong này rất là nhiều con này. Quay cho mọi người xem. Thả nó thôi. Vô đi. Đây mọi người, có cả tôm suối khá là to. Con này thì ăn ngay được mọi người nhé. Cái này mà có mù tạt, ở nhà có mù tạt thì ăn khá là thú vị. Cách bắt cua này thật là thú vị mọi người. Nếu như hôm qua mình đói và ăn hết chỗ lòng gà kia thì hôm nay sẽ không có bữa ăn tiếp theo đâu. Bắt có một tí thôi mà được kha khá đâu mọi người. Bây giờ sẽ về nướng lên và ăn nhé.
đây là một cái láng của ai đó đi rừng. Một cái láng như thế này thì có thể là ở một nhóm người đó mọi người. Và cũng đã khá cũ kỹ, cũng khá lâu rồi chưa đặt chân tới. Ở đây thì còn có thể một số vật dụng mình có thể sử dụng lại được. Và trong bếp này vẫn để lại một cái chảo, nhưng mình chưa biết cái chảo này còn có thể sử dụng được không mọi người. Ở đây có một số đinh và tấm ni lông này mình có thể sử dụng lại để làm láng được. Đinh thì đóng khá chắc nhưng mình không có mang theo búa. Có một ít dây kẽm. Đi lũng một lỗ nhỏ mọi người, nhưng mà có thể nấu ăn được. Không biết là cái láng này người ta có bỏ hay chưa, nhưng bây giờ mình sẽ mượn tạm cái chảo này để nấu số cua mình bắt được hôm nay nhé. Mọi người còn nhớ cái quả này hôm trước mình hái mà lúc đi tới hang động để thăm mấy khỉ không mọi người? Mình có vẫn còn lại một ít, khá là nhiều. Và cái vị này thì khá giống với lại có một chút gì đó chua giống như me. Và cái màu rất là đẹp mọi người, cho nên mình hôm nay sẽ làm món cua xốp với quả này nhé. Thay vì ở nhà có me thì sẽ làm cua xốp me, thì bây giờ trong rừng mình có quả này, mình sẽ làm cua xốp với trái này. Mình tạm gọi trái này là trái máu nha mọi người, bởi vì cái màu nó rất là giống máu. Lát nữa mình sẽ làm cho mọi người xem. Xem nếu như mọi người nhầm thì quả này khá là thú vị đấy. Như lúc nãy cũng đã nói với mọi người, giới thiệu với mọi người, trái này mình không biết tên là trái gì nhưng ăn là khá thú vị. Và cái màu của nó nhìn khá là giống máu. Bây giờ sẽ cho mọi người xem nhé. Đây là một quả chín mọng nha mọi người. Mọi người quan sát rất kỹ nha. Nếu mà ai không hiểu rõ thì sẽ nhầm tưởng giống như là bị đứt tay vậy, như là máu vậy. Khá là thú vị.
đây là màu của một trái cây tự nhiên trong rừng đây mọi người. Mọi người xem. khá là ghê. Trong rừng nhiều trái rất là thú vị mọi người. Đây mọi người, tại khoai thì mình cũng đã chế biến xong phần sơ chế và bây giờ sẽ đem lên nấu. Hôm nay sẽ là một món cua với một hương vị rất lạ từ trái rừng. Vị của trái này thì ăn có vị chua và ngọt thanh. Thì ở nhà nếu cua mọi người làm cua rang me, ở đây Tùng sẽ làm cho mọi người món cua rang trái máu nhé. Trái này mình không biết là trái gì nhưng ăn rất là cuốn. Mọi người biết trái gì thì hãy comment ở phía dưới phần video để cho mình biết thông tin về trái này nhé. Thật sự mình đây là lần đầu tiên thấy và mình cũng tò mò ăn thử, thấy ngon, vị ngon và mình ăn thử rất là nhiều trái. Mình vẫn còn sống sót cho nên là trái này mình khẳng định là ăn được và vị rất là cuốn. Nếu thay vì để nấu món ăn thế này, mọi người có thể ở nhà có đường, mọi người có thể hái trái này và dầm ra đường giống như là nước siro. Uống cực kỳ cuốn luôn mọi người, mùi thơm rất là dễ chịu. Và bây giờ mình sẽ nấu thử món này trên bếp và nấu đun chín ăn cho mọi người xem như thế nào nhé. Mình chuyến đi sinh tồn này mình có mang gia vị. Hôm nay còn một ít dầu ăn mình sẽ sử dụng hết để làm món cua với lại trái rừng để cho mọi người xem nhé. Những ngày sau thì sẽ ăn đồ nướng, không sử dụng tới dầu ăn nữa. Hôm nay còn một chút gia vị còn sót lại mình sẽ sử dụng hết. Vì hôm nay mượn được cái chảo của ai đó để quên trong rừng và bắt được cua suối với lại trái rừng này mình gọi là trái máu nha mọi người. Bây giờ sẽ sử dụng những chút gia vị còn sót lại để nấu một món ăn cực kỳ thú vị để mọi người xem cho đã mắt nhé.
thử buông miếng nha mọi người. Món ăn mới thật là bất ngờ khi mượn được cái chảo. Nấu ăn xong thì mình sẽ trả lại vị trí cũ. Thử xem thử. Không khác gì cua đam mê ở nhà mọi người. Rất là ngon, nhưng có một vị thơm đặc trưng của trái rừng, khó tả lắm. Mọi người nhất định phải thử khi đi rừng. Mọi người biết trái gì thì comment dưới video cho Tùng biết nhé. Mình sẽ chia sẻ rộng rãi thêm. Thật sự là món ăn khá là hấp dẫn. Cũng đã chín rồi mọi người, bây giờ sẽ ra kia ngồi ăn một tí và tranh thủ ăn xong rồi về hang nghỉ ngơi. Cũng đã tối rồi mọi người ạ. Mời mọi người thưởng thức món cua rang với trái mấu. Mình đặt là vậy nha mọi người. Ra kia ăn cho mát nhé. Thơm phức mọi người. Dĩ nhiên là một cái chảo này mình sẽ không ăn hết một lúc. Bây giờ mình sẽ ăn tới khi nào no thì dừng lại nhé. Mời mọi người dùng món cua ram với trái mấu trong rừng. Một loại trái cực kỳ thú vị mà mình mới phát hiện. Thật sự rất là ngon mọi người. Mình diễn tả và những góc quay của mình trong video không có thể lột tả được hết vị ngon của món ăn này. Có dịp nào đó mọi người đi rừng cùng mình trải nghiệm thì mình sẽ cho mọi người thưởng thức món này. Nhưng mà dĩ nhiên là phải đi vào mùa này mọi người nhé. Phải đi vào giữa tháng 5 và đầu tháng 6 thì trái này mới còn. Qua tới tháng 7 và mùa mưa thì trái này sẽ rụng. Vì gặp mưa trái này sẽ nở ra. Bởi vì mình những mùa lần đi trước thì mình đã quan sát nó rụng ở dưới đất, nhưng lần này mình mới thưởng thức nó như thế nào. Cũng tình cờ thôi mọi người, nhưng rất là ngon. Mọi người hãy cùng theo dõi xem thử mình có ra video mới sau món ăn này hay không nhé. Bởi vì đây là món ăn siêu lạ, siêu ngon. Nhưng không biết là có vấn đề gì hay không. Đủ mọi người tí thôi, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.
Cảm ơn mọi người đã xem video, hãy like và chia sẻ nếu thấy video hay để ủng hộ mình có thêm nhiều động lực để tạo ra nhiều video mới cho mọi người xem nhé. Goodbye, xin chào mọi người. Bây giờ sẽ tranh thủ ăn vài miếng nữa và đem số cua này về. Còn lại cái chảo thì sẽ rửa trả lại về vị trí cũ cho người ta nha mọi người. Mình không biết là cái láng trại đó có người ta có còn quay lại ở nữa hay không. Nhưng mà đây không phải là đồ của mình nên mình sẽ gửi lại và đang mượn dùng tạm thôi mọi người.